kính chào cả nhà. Hôm nay bên máy cày Nhật Bãi Túng Tài em mới cập bến một con xe này nha các bác. Con này là nó hai cầu luôn các bác nha, hai cầu trợ lực lái, ben cơ, số cơ, có mái che luôn. Đặc biệt con này có số xoay ngược luôn nha các bác. MT266, Mitsubishi MT266. Con này là 27 ngựa nha các bác. 89 triệu. Lớp trước bên em thay lớp mới rồi, lớp sau lớp nguyên zin của Nhật. Đó. Các bác nào cần cái số xoay ngược, con này có số xoay ngược nha. 27 ngựa. Hai cầu trợ lực lái, bên cơ, số cơ. Rồi các bác tham quan qua em nó một vòng. 89 triệu. Rất là đẹp nha các bác. Đó, mái che nắng che mưa cho các bác, gương chiếu hậu theo xe đầy đủ. Con này còn cứ bên em có chặn qua này nha các bác nha. Tay lái đồ trợ lực ti đồng hoàng nha các bác, rất là nhẹ nhàng. Hai bên em nó còn cái tấm kính trắng. Đó. Đùi thắng luôn. Lớp sau lớp nguyên zin của Nhật Briton. Lớp nguyên zin của Nhật Briton 12.426 mà in ra ba. Băm nguyên zin luôn nha các bác, chưa dặn cái gì luôn. Đây. Mâm lá còn rất là đẹp luôn, chị cháy nổ không ít thôi các bác này. Lớp trước thì bên em là thay lớp mới rồi, 86. Mâm nguyên xi chưa dặn chưa vá.
lớp mới thì em không có đi sâu đâu nha bác. Thảm lớp chân còn đây các bác này, nguyên pin luôn. Nếu thảm thì em nó chỉ hơi rỉ tí thôi. MT. Con này có số sinh ngược nha các bác nha. Đây số chạy đây. 1 2 3 4. Bằng nhanh chậm. Số sới nha các bác. Đó, có số sinh ngược nha. Trên nắp dè của em nó hơi cháy nổ một ít nhưng còn rất là đẹp luôn cả nhà nha. Con này bên em đang ra giá 89 triệu cho một con sơ em. Bên cơ này các bác này. Đây là nước bên em rửa nó chưa khô và còn ướt nha. Hộp đồng đồ nghề dưới ghế nè các bác nha. Đó, rất là vip luôn. Mái che đầy đủ. Ghế nguyên rin ngồi rất êm. Mấy con này vừa vừa thế này nhưng mà khoang ngồi lái rất là thoải mái luôn nha bác. Vô lăng có cái xoay nè. Con này chạy được 806 giờ. Tiếng mùi nằm ngay trên vô lăng luôn nha các bác nha. Đây là rất thuận tiện cho các bác luôn nè. Tiếng lùi nằm ngay trên vô lăng luôn nè. Đó. Con này là số cơ, ben cơ, trợ lực lái. Đó, tiếng lùi trên vô lăng, hai cầu, đặc biệt là có số xoay ngược nha các bác. Nếu các bác càng số xoay ngược thì con này. Đây cầm rất là chắc chắn luôn các bác này. Có para bước lên xuống đàn ha. Rồi em sẽ đi tới phần máy cho các bác tham khảo tí nha. Rồi các bác theo em tham quan cái phần động cơ rồi đó. Bô lửa nguyên rin còn rất là đẹp nha các bác. Bô lửa nguyên rin còn rất là đẹp. Đây mấy cái phần mà trắng trắng này là cái sơn rin của nó chốc ra nha cả nhà. Còn rất là đẹp luôn các bác này. Động cơ bốn máy nha các bác. Đây heo bé bốn máy. T này các bác, 266 này. Con này là nó 27 ngựa nha cả nhà. Con này Mitsubishi MT266 à, các bác nè. Con này là 27 ngựa. À hai cầu.
hai cầu trợ lực lái, bên cơ số cơ, đặc biệt có số xoay ngược nha, mái che theo xe. Con này bên em đang ra giá của nó là 89 triệu. Đó, các bác nào cần thì nhắc máy liên hệ. Số điện thoại của em đã ghi ở màn hình video rồi nha các bác. Bên cơ số cơ đàng hoàng, đùi cầu thẳng đẹp. Đó, mái che chống nắng chống mưa cho các bác. Rồi, kính chào cả nhà nha. Chúc cả nhà ngày làm việc hiệu quả, năng suất cao. Các bác cần thì cứ liên hệ với em. Hiện tại bên em mới về con MT 206 với lại con MT 305 có bánh che hết luôn nha các bác.